Sáng ngày 29 tháng 1, tại trường Trung học cơ sở thị trấn Đông Triều, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức giải Điền kinh học sinh huyện Đông Triều năm học 2012-2013. Giải Điền kinh học sinh huyện Đông Triều năm học 2012-2013 diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 1. Tham dự giải năm nay có 50 đội đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện với sự tham gia của 679 vận động viên và 17 trọng tài. Nội dung thi đấu bao gồm các cự ly, nam nữ nhảy cao, nhảy xa, ném bóng, chạy tiếp sức. Giải Điền kinh học sinh được tổ chức thường niên nhằm đánh giá chất lượng công tác giảng dạy và tổ chức các hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao của các nhà trường, đồng thời tuyển chọn các vận động viên có chất lượng, thành lập đội tuyển Điền kinh học sinh huyện Đông Triều tham dự giải Điền kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn, hai giải nhất thuộc về tiểu học Tràng An và trung cơ sở Hoàng Quế, hai giải nhì thuộc về tiểu học Hồng Thái Đông và trung cơ sở Yên Thọ, hai giải ba thuộc về tiểu học Lê Hồng Phong và trung cơ sở Thủy An, giải đồng đội 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 60 giải cá nhân, trong đó có 20 giải nhất, 20 giải nhì và 20 giải ba.